Vâng, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của bóng đá STV trong buổi trưa ngày hôm nay, ngày 24 tháng 6 năm 2024. Kính thưa quý vị và các bạn, chủ nhà Indonesia tiếp tục dùng những trò thô bỉ để đẩy đội tuyển U16 Việt Nam vào hiểm cảnh và cả Đông Nam Á vừa qua đã phải lên án một cách vô cùng dữ dội. Cùng với đó là một số thông tin liên quan đến Indonesia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Đội bóng này đang gặp một vấn đề cực lớn và đặc biệt liên quan đến chức vô địch của câu lạc bộ Nam Định sắp tới. Nếu như họ có thể thì một số những cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có thể làm lên những lịch sử. Đó là một số những thông tin chính mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong bản tin của bóng đá STV ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và bạn, hiện nay thì giải U16 Đông Nam Á 2024 đang được diễn ra tại Indonesia. Thời tiết tại Indonesia hiện nay thực sự đang vô cùng khốc liệt. Và khung giờ bóng lăn vào lúc 15 giờ chiều đó thực sự là một trong những cơn ác mộng với bất cứ một đội bóng nào khi mà thời tiết thời điểm đó vô cùng oi bức và nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Nhưng có một điều đặc biệt như thế này với đội chủ nhà Indonesia thì họ đã đẩy những đội bóng mạnh, những đối thủ lớn, những đối thủ tiềm tàng của họ tại giải U16 Đông Nam Á vào cái giờ thi đấu vô cùng nghiệt ngã này, đó là vào lúc 15 giờ chiều. Trong khi đó thì kính thưa quý vị, đội chủ nhà Indonesia họ đã cả 3 trận đấu tại vòng bảng với một khung giờ rất đẹp, rất mát mẻ vào lúc 19:30. Tất nhiên chúng ta đều biết với một đội bóng chủ nhà thì họ sẽ có nhiều những cái quyền lợi khác nhau, kể cả về sân bãi hoặc cái gì gì đó, vân vân, rất nhiều thứ. Thế nhưng để mà những cái toan tính kiểu như thế này, để cho các đối thủ phải đá vào những khung giờ cực kỳ khó chịu, trong khi đó thì mình được đá thong dong và cái lúc trời mát, bảng đấu thì vô cùng nhạy ký, thì đó là một trong những toan tính rất khó để có thể chấp nhận. Không chỉ là các cổ động viên của Việt Nam chúng ta cảm thấy khó chịu đâu, mà chính truyền thông và cổ động viên của các nước Đông Nam Á khác họ cũng đang cảm thấy rằng Indonesia đang thực sự vô cùng quá đáng. Hiện nay những đối thủ tiềm năng để có thể cạnh tranh chức vô địch cùng với đội chủ nhà Indonesia gồm có những Thái Lan, có những Malaysia, có Úc và đương nhiên đó là đội tuyển U16 Việt Nam. Riêng trong lẽ đó thì đội tuyển U16 Indonesia đã để cho đội tuyển U16 Úc phải đá cả 3 trận đấu tại vòng bảng vào lúc 15 giờ, bởi họ coi rằng đây là đối thủ mạnh nhất mà. Úc thì là một đội bóng có số lần vô địch ngang bằng với đội tuyển U16 Indonesia khi mà họ có 2 lần. Nhưng với đội tuyển U16 Việt Nam thì chúng ta mới là người có thành tích cao nhất với 3 lần lên ngôi vô địch và chúng ta có 2 lần lên ngôi Á quân. Và hiện nay thì chúng ta đang tham dự giải ở Indonesia với tư cách đó là Á quân. Và tất nhiên, đội tuyển U16 Indonesia đang là đội bóng đương kim vô địch khi mà họ liên tiếp được đăng cai thi đấu ở trên sân nhà. Đội tuyển Indonesia đã đẩy đội tuyển U16 Việt Nam của chúng ta phải đá 2 trận ở vòng bảng vào lúc 15 giờ chiều và chỉ có riêng trận đấu vào buổi chiều ngày mai, ngày 25 tháng 6, chúng ta gặp đội tuyển U16 Campuchia thì chúng ta được đá vào một khung giờ mát mẻ hơn, đó là vào lúc 19:30 mà thôi. Ngoài hai đối thủ rất cứng cựa đó là đội tuyển U16 Việt Nam và đội tuyển U16 Úc được chủ nhà Indonesia đẩy vào một khung giờ cực kỳ nắng nóng nhằm phá hoại sức mạnh của các đối thủ tiềm tàng ở bán kết và chung kết thì Malaysia cũng như là Thái Lan cũng chịu hoàn cảnh tương tự mà thôi. Bởi Thái Lan và Malaysia đều có 2 trận đấu phải đá ở vòng bảng vào lúc 15 giờ. Một cái điều kiện khí hậu thực sự vô cùng khủng khiếp, hao tổn rất nhiều sức lực. Và điều đáng nói là tại giải U16 Đông Nam Á này thì các trận đấu diễn ra ở trên hai sân, một sân vận động đó là Sri Dari và một sân vận động đó là Madahan. Mỗi buổi chiều diễn ra 2 cặp đấu của mỗi bảng. Và trận đấu thứ nhất diễn ra vào lúc 15 giờ, nhưng trận đấu thứ hai thì lại diễn ra vào lúc 19:30. Nếu cho rằng mặt sân cần có quãng nghỉ vài giờ đồng hồ để phun nước nhằm có thể là khôi phục thì tại sao đội chủ nhà Indonesia không phân bố mỗi trận đá một sân để giúp cho mặt cỏ có thể chịu đựng tốt hơn mà lại đẩy các đội khách tham dự các phiên thay nhau đá vào cái khung giờ 15 giờ cực kỳ khủng khiếp, thưa quý vị và bạn, vô cùng khủng khiếp. Như thông tin chúng tôi đã chia sẻ rồi, nếu như chúng ta có thể thay đổi vào lúc khoảng 16 giờ hoặc 16:30 khi mà nền nhiệt độ nó đã xuống đi được khá nhiều thì cũng sẽ giúp cho những cầu thủ của các đội khách tại Đông Nam Á họ đến đây thì họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Bóng đá vùng trũng mang tên Đông Nam Á đều có những toan tính khá thiếu chuyên nghiệp và cũng có phần là không fair play. Thế nhưng với Indonesia thì rõ ràng họ đang rất giỏi khi mà sử dụng những mảng biếng này. Sự khôn lỏi hay nói nặng hơn một chút ý, đó là sự bì ổi thì có lẽ là có dành cho Indonesia. Nhưng hãy chờ xem liệu rằng với những chiêu trò như vậy thì bóng đá của Indonesia năm nay ở giải U16 Đông Nam Á họ có thể có được một kết quả tốt không?
Thế nhưng dù sao chúng ta cũng đã biết rồi, trận đấu với Thái Lan và Úc vừa qua đã kết thúc một trận đấu có một chất lượng chuyên môn cực kỳ thấp, cho thấy rằng cả hai đội bóng thi đấu không có cái gì gọi là ấn tượng cả, và kết thúc với tỷ số hòa đó là không đều. Có lẽ rằng cũng do một vấn đề về mặt thời tiết quá khó chịu khiến cho những cầu thủ của cả hai đội đã không thể được nhiều. Nhưng mà cũng rất may với đội tuyển U16 Việt Nam của chúng ta vừa qua, một trận đấu với đội tuyển U16 Brunei được diễn ra một khung giờ cực kỳ nắng nóng. Mặc dù đối thủ, xin khẳng định lại với quý vị và các bạn rằng đối thủ của chúng ta Brunei là rất yếu, nhưng mà tất cả những mảng miếng tấn công của đội tuyển U16 Việt Nam là vô cùng sáng nước, hiệu quả và cực kỳ đa dạng. Bên cạnh đó, vấn đề cái nền tảng về mặt thể lực của đội tuyển U16 Việt Nam cũng là một trong những tín hiệu rất là vui. Trong khi đối thủ liên tiếp phải rời sân bằng cáng vì chuột rút ở khoảng phút thứ 6 mấy thôi, thì đội tuyển U16 Việt Nam vẫn có thể đá trọn vẹn 90 phút với một tinh thần cực kỳ thoải mái, tự tin và không có bất cứ một cầu thủ nào gặp vấn đề về sức khỏe hay là chấn thương cả. Thế nên, hy vọng rằng với cái nền tảng thể lực đó, chúng ta hãy cố gắng để duy trì có mặt trong vòng đấu bán kết và hãy chứng minh cho người Indonesia thấy rằng đẳng cấp mới là mãi mãi, đúng không ạ? Còn kính thưa quý vị, đó là thông tin mà khiến cho cả Đông Nam Á họ đã cảm thấy thực sự là khó chịu với đội chủ nhà Indonesia. Và đây không phải lần đầu tiên, rất nhiều lần rồi. Còn hiện nay thì liên quan đến bóng đá của Indonesia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Vào ngày 27 tháng 6 tới đây thì bên phía Liên đoàn bóng đá của châu Á, AFC sẽ tiến hành bốc thăm 3 bảng đấu của vòng loại World Cup 2026, giai đoạn thứ 3 khu vực châu Á. Theo đó thì đại diện duy nhất hiện nay của Đông Nam Á đó là đội tuyển Indonesia nằm ở nhóm hạt giống áp chót, tức là nhóm hạt giống số 6. Đương nhiên với việc là nằm ở nhóm hạt giống như vậy sẽ khiến cho đội tuyển Indonesia của ông Shin Tae-yong sẽ cực kỳ gian lao cho cái chặng đường sắp tới. 18 đội vào giai đoạn vòng loại thứ 3 World Cup 2026 đã có được tấm vé để vào vòng chung kết của Asian Cup 2027. Mà nhiệm vụ của họ hiện nay đó là cố gắng kiếm được một tấm vé để đi đến vòng chung kết World Cup 2026 được tổ chức tại Mexico, Canada và Mỹ. 14 giờ ngày 27 tháng 6 tới đây tại Kuala Lumpur, nơi đặt trụ sở của bên phía Liên đoàn bóng đá châu Á, sẽ tiến hành lễ bốc thăm. Và theo như phân chia hạt giống dựa trên thành tích bảng xếp hạng mới nhất của FIFA vào ngày 20 tháng 6 thì đội tuyển Indonesia có thứ hạng 134 thế giới và nằm trong nhóm hạt giống thấp nhất. Điều đáng nói là nhóm hạt giống thấp nhất này thì lại có cả Triều Tiên, một đội bóng cũng rất mạnh ở châu Á. Và trong số 18 đội bóng này thì có 3 đội lần đầu tiên góp mặt tại giai đoạn 3, đó là Indonesia, Palestine và Kyrgyzstan. 18 đội sẽ được chia làm 3 bảng đấu, bắt đầu thi đấu từ tháng 9 năm 2024 đến khoảng tháng 6 năm 2025. Mỗi bảng đấu sẽ thi đấu vòng tròn lượt đi và lượt về. Và khi vòng bảng của giai đoạn 3 kết thúc thì mỗi bảng sẽ chọn ra đội nhất và nhì để tham dự World Cup 2026. Đội xếp thứ 3 và thứ 4 của mỗi bảng sẽ tham dự vòng playoff. Và như thế là sẽ có 6 đội xếp thứ 3 và thứ 4 của mỗi bảng đấu tham dự vòng đấu playoff. 6 đội này sẽ được chia làm 2 bảng đá vòng tròn một lượt, chọn đội nhất của mỗi bảng đi vòng chung kết World Cup 2026 và 2 đội xếp nhì của mỗi bảng sẽ tiếp tục đá playoff sân khách sân nhà. Và đội thắng sẽ tiếp tục đi tranh vòng playoff liên khu vực. Hiện nay thì đội tuyển Indonesia họ đang làm mọi thứ, kể cả là chính trị nữa, khi mà họ đã có những cái tác động để cho những cầu thủ có thể nhập tịch một cách nhanh chóng nhất để làm gia tăng sức mạnh của đội tuyển Indonesia ở trong giai đoạn thứ 3 này. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là đội tuyển Indonesia họ thực sự thể hiện như thế nào tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026 sắp tới được tổ chức vào khoảng tháng 9 quý vị bạn nhé. Còn kính thưa quý vị, một thông tin cuối cùng mà chúng tôi muốn cập nhật và gửi đến quý vị và các bạn liên quan đến câu lạc bộ Nam Định hiện nay. Thì những tài năng như là Tuấn Anh, Những Văn Toàn hay Hồng Duy đang tiến gần nhất đến giấc mơ vô địch trong màu áo của câu lạc bộ Nam Định. Kể từ chức vô địch năm 1985 với danh xưng là Công nghiệp Hà Nam Ninh, bóng đá Nam Định đã phải chờ đợi tới tận 39 năm để có thể lần đầu tiên lên ngôi số 1 tại Việt Nam. Bởi họ chỉ cần đánh bại đội bóng bét bảng hiện nay đó là Khánh Hòa ở trận đấu vòng 25 vào lúc 15 giờ ngày mai ngày 25 tháng 6 thì họ sẽ có được điều đó thôi. Một quãng thời gian là quá dài với một địa phương rất đam mê bóng đá, giống như một chiếc lò xo bị lén vậy. Và nếu như thực sự Nam Định có thể đăng quang thì đó sẽ là một trong những cảm xúc tột độ mà các cổ động viên họ sẽ bùng nổ trong cái ngày hôm đó ngày 25 tháng 6 thôi. Không chỉ đứng trước cơ hội vô địch V-League thì câu lạc bộ Nam Định sẽ tiến ra sân chơi châu lục ở mùa giải tới
khi mà đã chắc chắn tham dự suất AFC Champions League 2, nghĩa là cúp C2 châu Á năm 2024-2025. Và hiện nay thì với rất nhiều các cổ động viên, đặc biệt là các cổ động viên của Hoàng Anh Gia Lai, những cầu thủ có tên như là Tuấn Anh, Văn Toàn hay là Hồng Duy đang là những lứa cầu thủ đặc biệt của bóng đá Việt Nam trong lứa 1 của Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai sẽ có thể có được cái cơ hội lên ngôi vô địch. Một trong những niềm ao ước rất lớn của Bầu Đức đó là muốn giúp cho những cầu thủ của ông, những cầu thủ lứa 1 sẽ có được những chức vô địch. Bởi chính vì lý do đó mà ông đã để cho những cầu thủ đó ra đi. Vừa qua thì Văn Thanh, kính thưa quý vị, cũng đã có được chức vô địch trong màu áo của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Và giờ đây, những cầu thủ mà chúng tôi vừa nêu tên thì họ hoàn toàn sẽ có thêm những cơ hội để lên vô địch. Bởi thực sự hiện nay đang là rất sáng sủa, đúng không ạ? Chúc cho Nam Định sẽ thành công và những Tuấn Anh, những Văn Toàn, những Hồng Duy họ sẽ có được những mốc son lớn nhất trong lịch sử của mình, trong sự nghiệp của mình. Đó là có được những chức vô địch cùng đội bóng của mình thi đấu mọi người nhé. Còn tới đây thì bản tin của Bóng đá XTV cũng xin được kết thúc. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.